trở về cuộc sống độc thân, Ngọc Lan liên tục tậu tài sản khủng, hết nhà và xe nay lại chi thêm 3 tỷ mua đồ hiệu. Gần nửa năm sau kết thúc cuộc hôn nhân với Thanh Bình, Ngọc Lan đang có cuộc sống độc thân sang chảnh. Cách đây không lâu, nữ diễn viên khiến người hâm mộ trầm trồ khi khoe vừa tậu xe mới, sau đó lại tiếp tục mua một căn hộ rộng rãi nhưng không ở mà để cho thuê. Mới đây nhất, mẹ một con còn hào hứng gia nhập hội mỹ nhân chơi đồ hiệu của Viz khi mạnh tay chi tiền tỷ mua đồng hồ đến từ một thương hiệu đắt đỏ. Mặc dù không tiết lộ giá trị cụ thể, tuy nhiên dưới phần bình luận cô lại than trời với bạn bè vì âm mức 3 tỷ. Hiện tại, ngoài tập trung cho sự nghiệp nghệ thuật, Ngọc Lan dành nhiều thời gian chăm sóc và đi du lịch cùng con trai nhỏ. Cô và Thanh Bình cũng giữ mối quan hệ tốt đẹp hậu ly hôn. Ngọc Lan vừa tậu thêm chiếc đồng hồ tiền tỷ. Mẹ một con còn tậu thêm căn hộ cao cấp để cho thuê. Hậu ly hôn, Ngọc Lan dành nhiều thời gian chăm sóc con trai nhỏ. Cuộc sống thoải mái, sang chảnh của Ngọc Lan khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.